Anh em đã biết gì chưa? Mùa hè rất là nắng nóng mà anh em thấy không ạ? Đây là một chiếc Mazda CX-5 nha, hôm nay lại đến bên em Agala Thái Nguyên để trang bị cho mình một gói phim cách nhiệt để mà dán lại toàn bộ để bảo vệ cho cái chiếc xe của mình chống nóng tốt hơn. Thì chiếc xe này thì bên nguyên bản của chiếc xe này là có dán phim rồi. Anh em có thể thấy đây là cái phim cách nhiệt zin của theo xe này. Và cái này thì được dán từ lúc anh chủ đã mua xe, nguyên bản là từ hãng. Thì có dán rồi nhưng mà cảm thấy trong xe nó vẫn còn rất là nóng. Và anh mô tả là đi trong xe nó còn nó cứ hầm hập như ở trong cái lò tôn ấy, rất là nóng và rất là khó chịu, dù đã bật điều hòa lên hết mức rồi nhưng mà vẫn không thấy giảm được nhiều cái nhiệt độ nóng ở trong xe. Thì có quyết định qua bên em và trải nghiệm cái dòng phim 3M Crypto Drive. Cái này không phải là trải nghiệm nữa mà bên rất là nhiều khách hàng bên em đã dán và thi công cho rất là nhiều dòng xe và được cái phản hồi của anh em rất là tốt. Đó là cái xe khi mà dán phim mà xong rồi thì cái nhiệt độ nó sẽ giảm xuống này, và thứ hai là đi sẽ dịu mát hơn này. Đấy là cái điều mà tất cả khách hàng bên em đã chia sẻ cho bên em. Và để mà trang bị cho một cái gói phim như thế này thì cái chi phí nó cũng gọi là không quá cao mà không quá thấp để phim chính hãng. Thì một cái gói phim này sẽ hơn 10 triệu để mà dán full cho một cái xe dòng xe 5 chỗ và gần 20 triệu cho chiếc xe 7 chỗ. Đấy, anh em thấy là cái chiếc xe này thì dòng SUV thì đang dán như cái chiếc xe này thì được dán như nào. Đây thì hầu như là các kính hậu, kính sườn sau và kính sườn trước thì chiếc xe này được bên em thi công cho đó là mã CR20. Thì đây là những cái màu phim mà bên em đã cắt ra. Thì cái màu tại sao chọn CR20? CR20 thì cái tông anh em có thể nhìn đây, cái tông nó sẽ không quá tối và cái tông nó không quá sáng, đảm bảo cho các bác độ riêng tư khi mà các bác ở trong xe này và đảm bảo cái độ xuyên sáng cho các bác là khi các bác nhìn từ ngoài và từ trong ra. Đấy, đủ xuyên sáng. Đây là một cái kính mà bên em đã thợ bên kỹ thuật bên em đã thi công xong. Thì các bác có thể nhìn thấy là cái đây, khi mà anh em có thể thấy là khi mà nhìn từ ngoài vào ấy, thì anh em cái có cái độ riêng tư. Về anh em thấy bên em cái kính bên kia chưa dán, và thứ hai là cái này đang mở ra thì anh em sẽ nhìn thấy qua máy quay nó sẽ rất là rõ. Nhưng mà sau khi mà dán hết kín vào rồi ấy, thì cái này sẽ đen trở lại nhá, đen vào và cái độ riêng tư sẽ có. Còn anh em nhìn từ trong ra này, nếu mà nhìn từ trong ra thì anh em đảm bảo với anh em là nhìn từ trong ra rất là trong và không bị mờ, không bị lóa nha anh em nhá. Đấy là một cái. Và cái kính lái thì chọn cái tông phim nào ạ? Đây, đây là cái kính lái của chiếc xe. Kính lái của chiếc xe thì sẽ được chọn cái mã đó là 3MCR60, cái mã dành chuyên riêng cho kính lái. Thì cái mã này thì cái độ xuyên sáng nó sẽ cao hơn, đảm bảo cho các bác là cái tầm nhìn và đi về đêm nó sẽ tốt hơn. Vì nhà anh em mà dán cái này tối quá này thì anh em đi về đêm nó sẽ rất là mỏi mắt, và dán tông sáng quá thì cái độ trong suốt nó không có độ riêng tư. Và anh em nào mà chưa dán phim nhá, hoặc là đang có nhu cầu dán chuyển tham khảo dán phim cách nhiệt thì hãy đến với AK Thái Nguyên để bên em tư vấn và hỗ trợ cho các bác. Bên em chuyên cung cấp những cái dòng phim chính hãng của Hàn Quốc và của Mỹ, và phân phối những dòng phim như 3M và Neiko. Cảm ơn anh em.